Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức uh, liên quan đến một tờ báo Cộng Hòa ngay tại trung tâm của tiểu bang Cộng Hòa là Texas, tờ Houston Chronicle đưa ra bài bình luận để bày tỏ quan điểm của tờ báo tại sao họ ủng hộ ông Biden tiếp tục làm tổng thống kế tiếp. Đây là một chiến thắng có thể nói rất quan trọng cho ông Biden uh, bởi vì uh, từ một trung tâm thành trì của Đảng Cộng Hòa. Một tờ báo, một nguồn thông tin chính thức của Đảng Cộng Hòa. Giờ đây lại không có ngại ngùng ủng hộ trong Biden thưa anh. Tôi thấy đây không phải là chỉ có cái chuyện mà cái tờ Chronicle của họ mà thôi. Mà chính bà Haley là ứng cử viên đưa ra để cho Đảng Cộng Hòa đề cử bà ta ra tranh uh, tổng thống vào tháng 11 này đó thì bà ta cũng nói là tôi đó là đứng ra là sẽ tiếp tục tranh cử tới cùng tôi không sợ những cái người mà gọi là phải cái là tôi dùng cái chữ như sao? Zano cái chuyện là ừ. nó là xưa lắm rồi nhưng mà thật ra nó là những cái người ủng hộ một cách không suy nghĩ Đúng. cho ông Trump. Mà chỉ biết là ông Trump là như vậy. Ông Trump nói cái gì là làm cái làm đó. Làm cái thì, đó thôi. thì bà ta Nhảy nói. Nhảy vào lửa chết vì ông Trump. Vâng. Bà, yeah. bà ta nói. Tôi không. I don't kiss his uh, uh, ring. 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 Thành ra cái chuyện đó. đó Mà tôi không sợ trừng phạt của ông ta nữa. Okay. Thì đây nữa. Tôi thấy đó. Dù muốn dù không đó. Bên đảng Cộng Hòa. Tôi mấy người phụ ông. nữ có yeah. tiếng đó là Liz Cheney yeah. hay bà Nikki Haley dám đứng lên nhiều nhân vật khác lắm. Yeah. Vâng, trong khi đa số các người kia là trở quay trở về nghĩa là ủng hộ một cách mù quáng, yeah. không có suy nghĩ về có lợi hay không có lợi cho Hoa Kỳ. Ai đó, là một, yeah, vâng. đó là một cái vấn nạn của nước Mỹ mà chúng tôi theo dõi các hoạt động về chính trị từ lúc mà ông Trump lên tới giờ lúc này chúng ta thấy đó nó tạo được cái sự phân hóa chia rẽ quá lớn luôn và nó làm cho phía Cộng hòa đó cũng bị mang tiếng bởi vì đảng Cộng hòa của Ronald Reagan đảng Cộng hòa của John McCain nó khác quá nhiều với đảng Cộng hòa của Trump và liệu rằng cái câu hỏi mà đảng Cộng hòa quá khích à, thưa anh à, về mặt chính trị đó chúng ta thấy cái sự rõ ràng đó chia rẽ của đảng Cộng hòa và dân chủ truyền thống á, từ xưa tới giờ luôn thế anh thấy um, về, về về mặt phá thai về mặt súng đạn về mặt à, một à, ủng hộ cho một chính phủ quá lớn hay là một chính phủ không có nhúng tay vào quá công việc riêng tư của người dân quyền tự do của người dân giờ đây thì bên phía đảng cộng hòa MAGA của ông Trump nó đi ngược lại với những cái truyền thống của đảng cộng hòa Ronald Reagan trước đây vì vậy vì vậy mà hiện giờ đã có biết bao nhiêu lúng túng trong đảng cộng hòa yeah. giữa cái phe mà gọi là ủng hộ ông Trump tới cùng và một cái phe mà gọi là muốn cộng hòa chính thống một muốn cái thoát hòa... một cái khổ đó thưa quý vị là trong các khu vực mà họ đại diện á cái thành phần mà lớn tiếng nhất lại là thành phần ủng hộ ông Trump. Đó. Họ vẫn tiếp tục và họ có thể gọi điện thoại tới văn phòng của các vị dân cử này mỗi một ngày để nói rằng nếu mà ông bỏ phiếu cho cái dự luật đó là sang năm hoặc là năm nay là cuối tháng 12 là tháng tháng 11 này nè là họ sẽ chút phế ông. Những người này sợ họ vẫn muốn tiếp tục phục vụ cho khu vực của họ nhưng mà cũng sợ là mình... bị ảnh hưởng ừ. của Trump nặng nề quá. Vì vậy đó khi mà bà ta bà bà Nicki Haley nói tôi ừ. không có hôn nhân nghĩa là đối với bên Thiên Chúa Giáo đó hôn nhân của mấy ông được uh, giống uh... như là hôn nước giáo hoàng vậy vâng. ạ Vâng thì, thì thì như vậy đó là cũng như là phục tùng đó là, là giống chiều... như mafia vậy đó vâng. hả? chấp nhận đây là người lãnh đạo, ừ, lãnh đạo băng đảng tôi... <laughs> mà nó khổ là thế này bây giờ là chúng ta đang ở trong một cái quy trình dò xét ừ những ứng cử viên ra yeah. đại diện cho Đảng Cộng Hòa thì ở đây đó đã có nhiều cố gắng một bên đó là nắm lại cái quyền quản lý của Đảng Cộng Hòa. Yeah. Ông Trung đã đưa con dâu của ông ta ra làm phó mm. chủ tịch Đảng Cộng Hòa. Cái thứ hai nữa là đã có nhiều cố gắng để nói với bà Haley thôi từ chức đi. Nhưng mm. mà thật ra coi đó, Hiện giờ hiện giờ ông Donald trump được 37 phiếu cử tri của Đảng Cộng hòa để ra uh, tranh cử trong khi bà Haley được 17 phiếu thì cách xa cũng không có nhiều mà còn phải 1 bảy phiếu nữa thì mới là được Đảng Cộng hòa nghĩa là đưa ra thì họ muốn đi tắt có ừ. một cái cố gắng phía bên đảng cộng hòa maga cố gắng đi tắt để đưa ông trump đi thẳng lên là ra tranh cử ừ. thì đó nó là những cái khó khăn giữa đảng cộng hòa vì họ bị chia rẽ chứ không có phải là gì hết điểm đáng chú ý uh, trong cái bài bình luận của uh, bài cả ban biên tập the board của ban lãnh đạo của tờ Houston Chronicle đó khi mà đặt vấn đề về tuổi tác đó những cái chuyện mà bên phía đảng cộng hòa và ngay cả chúng ta cũng thấy là những người của đảng dân chủ cũng bày tỏ mối quan tâm về tuổi của ông Biden đó họ họ nói rằng ô oh, cái chuyện mà ông quên hoặc là những cái chuyện mà ông không còn cái năng lực thì cái điều đó dễ hiểu nhưng mà những gì mà ông trình bày đó và những cái tin tức được đưa ra cho thấy rằng đã nói đủ hết về các chính sách của ông Biden. Mặc dù ông có thể nói là ít. họ không dùng chữ già nhưng mà ở cái tuổi này đó ông không nói như nhiều. mạnh như lúc ông trẻ nữa. Vâng. Họ không đề cập đến tuổi tác của ông nữa. Họ nói nhưng mà khi mà đề cập đến tuổi tác mình cũng hiểu mình đã từng thảo luận đó anh ở cái tuổi ngoài 80, nhiều người rất còn minh mẫn nghĩa là họ cái cách cái phong cách nói chuyện nó khác lúc vâng. trước là làm sao mà như người trẻ được lấy gì nhiên nhưng mà mình cũng ngay phải... cả ông trump cũng đưa ra Đức rất nhiều ông... cái sự nhầm lẫn vâng đó. ông ta cũng cũng cách nhau có 3 tuổi chứ bao nhiêu thì đó, nói là, là một bên nữa. là già nua sao được thì phải nói vì vậy đó vì vậy đó có nhiều tranh cãi ừ. chính giữa đảng cộng hòa cũng vậy thì thì bà nikki haley bãi nói ông này cũng quên tùm lum hết yeah. rồi nói những cái chuyện mà chờ ừ, hơi đất hơi chứ không có dính vào. đáng thì... chú ý là đến giờ phút này thưa quý vị bà nikki haley họ đặc biệt đó họ bà vẫn tiếp tục nhận được tiền của những thành viên đảng cộng, cộng hòa, hòa mà chúng ta gọi là bảo thủ chân chính như trước đây đó không muốn ảnh hưởng của trump nữa tiếp tục đóng góp mặc dù họ biết cái khả năng mà trở thành ứng viên của đảng cộng hòa vô rất là khắc. khó rất là khó nhưng mà mình không bao giờ bỏ cuộc anh vâng. vì anh Đúng. bỏ cuộc lúc này coi như phải mà... chờ đến tháng 3 chúng ta chờ xem uh, the, um, Super Tuesday đó. Vâng. À, tháng 3 ngày thứ ba siêu thứ ba, bầu cử mới, mới biết được chính xác và vâng. mà mình cũng hiểu đó khi mình thấy ví dụ như là ông de santis đó ừ. bỏ cuộc mau lắm tưởng ừ. tưởng là Nhưng mà bỏ khỏe mạnh rốt cuộc là, dốt cuộc là yeah. vâng ừ. thì quý vị thấy đó đó là những cái chuyện mà mình thấy là người nào có can đảm có cái lập trường của mình và can đảm ủng hộ lập trường của mình chứ không phải là cứ vậy mà theo một người thôi thế nào là thì, thì tôi, tôi không biết là dùng cái chữ bây giờ phải nói gì mà ở Việt Nam hồi xưa mình dùng cái chữ là Zano là đúng lắm đó. Chúng tôi tiếp tục các đề tài liên quan đến phần tin tức nổi bật thời sự hàng ngày mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn Ninh Xuân Quân. Ạ. Vâng, xin gặp lại quý vị vào ngày mai. Trân trọng kính chào.